Tháng 12 năm 2018, chùa Thái Lạc xã Lạc Hồng được xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt. Tiếp đó, tháng 1 năm 2020, bệ thờ sư tử đá chùa Hương Lãng tại xã Minh Hải được công nhận là bảo vật quốc gia. Đây là niềm vinh dự tự hào của người dân hai xã nói riêng và huyện Văn Lâm nói chung. Chùa Hương Lãng, tương truyền được xây dựng từ năm 1115, là một trong số ít những ngôi chùa trong cả nước còn lưu giữ được những dấu ấn kiến trúc điêu khắc đá độc đáo thời Lý. Di vật đặc sắc nhất được lưu giữ ở đây là bệ thờ hình sư tử bằng đá, hay còn gọi là tượng ông sấm. Đây là hiện vật gốc độc bản, chạm khắc tinh xảo mang nhiều giá trị về tín ngưỡng, tôn giáo, nghệ thuật điêu khắc thời Lý và được đánh giá là bệ thờ sư tử đá lớn nhất cả nước cùng thời. Không chỉ tự hào, người dân và chính quyền nơi đây đã nâng cao ý thức giữ gìn và phát huy giá trị của di tích, của bảo vật quốc gia. Tới đây chúng tôi cũng đang có những cái định hướng là phát động các công ty doanh nghiệp đóng trên địa bàn để lấy một cái nguồn kinh phí để xây dựng tôn tạo cho cái ngôi chùa này có một cái tầm cỡ là di tích bảo vật quốc gia ở địa phương. Chùa Thái Lạc ở xã Lạc Hồng được xây dựng từ thời nhà Trần. Ngoài thờ Phật, chùa còn thờ Bà Pháp Vân trong hệ thống tín ngưỡng Tư Pháp. Giá trị đặc sắc ở đây là còn lưu giữ được khá nguyên vẹn bộ vì gỗ ở gian giữa thượng điện mang phong cách kiến trúc điêu khắc thời Trần. Loại hình này còn lại rất hiếm ở nước ta. Trên các đố trụ đấu của bộ vì có nhiều mảng chạm khắc lớn rất tinh xảo, trong đó có các mảng phù điêu chạm khắc gỗ với nhiều đề tài khác nhau như nhạc sĩ thiên thần, tiên nữ dâng hoa, rồng phượng, hoa lá. Sau khi được công nhận di tích quốc gia đặc biệt, thì Ủy ban nhân xã đã phối hợp với Ủy ban nhân huyện và các cơ quan chức năng của tỉnh đã quy hoạch lại cái khuôn viên của chùa và trình các cấp để phê duyệt và có hướng trùng tu các cái vị trí đã bị xuống cấp. Và vừa rồi Ủy ban huyện cùng với Ủy ban xã và phối hợp với các công ty du lịch đã quảng bá du lịch di tích lịch sử quốc gia đặc biệt của chùa Thái Lạc. Sau khi hai di sản này được công nhận mang tầm quốc gia, huyện Văn Lâm đề ra những giải pháp mang tính liên ngành, liên vùng để đưa những giá trị tinh hoa của cha ông từ chùa làng đến với cả nước. Chúng tôi sẽ kêu gọi một mặt là cái ngân sách của nhà nước, của chính phủ. Phần thứ hai là sẽ huy động cái nguồn xã hội hóa để từng bước khôi phục theo đúng cái luật di sản đã quy định là cái hệ thống giao thông đã được đang và sẽ kết nối với cái khu Kinh Dương Vương của Bắc Ninh, Hà Nội, Hải Dương và một số các tỉnh bạn. Khi đã có giao thông rồi thì hiện nay là ở Văn Lâm chúng tôi các cái cụm di tích đã giao lưu với rất nhiều các cái đơn vị của các tỉnh bạn. Tuy nhiên, nhiều hạng mục công trình trong các di tích đã xuống cấp, ít khách đến chiêm bái. Đây là những thách thức không nhỏ cho huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên trong việc bảo tồn, phát huy giá trị của các di sản mang tầm cỡ quốc gia này.